Thầy cô và các bạn vừa theo dõi một cái sản phẩm mình thiết kế trên PowerPoint dưới dạng một album ảnh. Mình thấy nó cũng khá là thú vị. Vì thế sau đây mình xin được chia sẻ các bước để tạo album ảnh nó như thế nào. Thì với cái album ảnh như thế này thì các thầy cô có thể sáng tạo ra nó với các hình thức khác nhau trong cái mục đích sử dụng khác nhau của thầy cô. Ví dụ như các thầy cô có thể tạo ra các album ảnh sinh nhật này, chạy hè này, sinh hoạt lớp này, lưu giữ các cái khoảnh khắc đáng nhớ của học sinh mình này, hay tạo ra một quyển sách giáo khoa, vân vân. Vậy thì trước khi để bắt đầu, chúng ta sẽ xuống phần mô tả để tải cái PowerPoint đính kèm cô hệ tặng các thầy cô, để lần lát nữa chúng ta lấy màu nền chúng ta làm vào cái PowerPoint album ảnh của mình, nếu mà các thầy cô muốn nó chuyển sang màu xưa cũ như thế này. Vậy thì đầu tiên các thầy cô sẽ phải mở một PowerPoint mới lên. Chúng ta sẽ tạo trang bìa. Thì các thầy cô vào Insert. Ta chọn Save. Ta chọn hình chữ nhật. Sau đấy chúng ta vẽ một hình chữ nhật phía bên trái slide. Cân chỉnh nó gần bằng một nửa slide. Như thế này. Sau đấy thầy cô vào, click vào nó, chọn Save Outline, chọn No Outline, và chúng ta sẽ đổ màu cho nó tùy thuộc các thầy cô. Vì đây mình đang làm cái album ảnh giống cái mẫu cũ thì mình sẽ chọn màu đen. Sau đó chúng ta sẽ nhân đôi hình chữ nhật này bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl D, và chúng ta đã có một hình tương tự, chúng ta đưa sang bên này. Rồi, chúng ta đã có hai cái trang bìa đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật bé hơn để đưa vào hình chữ nhật lớn vừa vẽ. Chúng ta cũng làm tương tự vào Insert, Save, hình chữ nhật. Vẽ một hình chữ nhật ở đây, sát ra mép viền như thế này. Đấy, rồi chúng ta cũng vào Save Outline, chọn No Outline. Sau đó chúng ta sẽ lấy sang cái PowerPoint mà cô Huệ tặng, chúng ta sẽ copy cái hình này, click vào nó, chúng ta Ctrl C. Chúng ta quay trở lại cái PowerPoint chúng ta đang thiết kế. Chúng ta paste nó vào đây, Ctrl V. Và căn chỉnh cho cái hình này nó vừa với cái hình chữ nhật nhỏ mà mình vừa mới vẽ xong đấy ạ. Thì cô kéo cho nó bằng như thế. Rồi, chúng ta đã có hai hình chồng lên nhau và bằng nhau rồi. Sau đó chúng ta group hai cái hình đó lại bằng cách là chúng ta bôi đen nó. Rồi chúng ta click chuột phải. Các thầy cô quan sát kỹ nhé, mình đặt chuột chỗ nào các thầy cô quan sát, chứ không là nó sẽ group cả cái bìa đen ở ngoài. Chúng ta không group bìa đen đó. Chúng ta chọn vào group. Rồi. Sau đó chúng ta lại nhân bản nó lên, Ctrl D nó lên, chúng ta đưa sang bên này. Vậy chúng ta đã có hai hình giống hệt nhau rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ muốn tạo một cái hình nền bìa bên ngoài màu nâu giống cái bản cũ của mình ấy, thì thầy cô lại quay trở lại cái PowerPoint mình tặng. Các thầy cô copy cái hình này, rồi các thầy cô đưa về đây, lát thao tác cho nó dễ. Các thầy cô dán nó ra bên ngoài, nó ra bên ngoài. Đấy. Rồi, tiếp theo có thể cô click chuột vào cái slide trắng. Rồi có thể cô chuột phải, ta vào Format Background. Sau khi nó hiện ra cái bảng như thế này thì có thể cô vào cái mục Color, bấm vào ghi âm tam giác ngược. Có thể cô chọn Eyedropper. Rồi chúng ta di chuyển cái thanh này cho nó hiện ra cái hình vuông nãy là hình màu nâu đấy. Chúng ta chỉ cần kích cái bút vào đây thì lập tức là chúng ta sẽ có cái nền màu nâu luôn. Vậy chúng ta đã có một cái bìa rồi, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải bo góc của cái album này. Thì các thầy cô lại vào Insert, Shape. Chúng ta sẽ chọn hình tam giác này. Các thầy cô vẽ một hình tam giác ở đây. Đấy. Sau đấy các thầy cô xoay cho nó cân với góc. Chúng ta có thể thu nhỏ lại một chút tùy. Rồi chúng ta cũng sẽ vào Save Outline, chọn No Outline, Save Fill. Chúng ta chọn cái màu phù hợp đây, ví dụ có thể chọn màu này.
Sau đó chúng ta sẽ nhân bản nó lên, Ctrl D 3 lần. Rồi các thầy cô lần lượt đưa các cái góc này về bốn góc và chúng ta sẽ xoay cho nó khít vào các cái góc của mình theo các cái hướng. Xoay nó vuông góc, chúng ta di chuyển xuống dưới, vậy chúng ta đã bo góc được rồi đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đổ bóng cho các cái bìa này cho nó giống một cuốn album. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đổ bóng bìa bên phải trước, chúng ta kích chuột vào một đen này. Sau đấy rồi chúng ta chuột phải nó này, à, kích chuột phải này. Chúng ta chọn là save format save. Được chưa ạ? Sau đấy chúng ta sẽ vào mục shadow. Rồi, ở phần preset thì cô click chuột vào mũi tên này. Sau đó thì cô chọn phần outer, nó ở bên phải chúng ta sẽ tìm chữ nào có chữ right offset. Đây cô bottom right đây ạ, đây đây rồi. Rồi, sau đấy chúng ta sẽ chỉnh cái distance lên 9. Rồi distance lên 9. Ở bìa trái chúng ta làm tương tự, ta click chuột vào rồi chuột phải format save shadow preset, chọn chữ nào có từ left, đây left. Rồi chúng ta cũng sẽ chọn distance lên 9. Đấy, chúng ta đã có hai cái bìa bóng rồi, nó đổ bóng rất là giống album rồi đúng không? Đấy, nó bóng thế này rồi, bóng mờ rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải đục lỗ để làm cái thanh dây giống như là album thật. Thì đầu tiên ta sẽ phải chèn hai hình chữ nhật dọc theo cái gáy của album. Thì thầy cô vào insert. Sorry. Insert, save, chúng ta cũng chọn hình chữ nhật và chúng ta sẽ vẽ ở đây. Đấy, thầy cô kéo rộng một chút, lát nữa thao tác cho nó dễ. Rồi, ta đã có một hình thứ nhất rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào Save Outline, chọn No Outline. Save Fill, chúng ta chọn cái màu thật nhạt thôi. Đây. Rồi. Sau đó chúng ta kích chuột vào nó. Chúng ta chọn kích chuột vào nó này. Save Format này. Chọn Transparency này. Chúng ta cho nó lên 70 đi, cho nó mờ. Đấy, cho nó trong, lên 70 cho nó trong. Sau đấy thầy cô lại nhân bản nó lên bằng cách kích chuột vào nó này, Ctrl D này, chúng ta có thêm hình nữa, chúng ta đưa sang bên này. Vậy chúng ta đã có hai cái thanh gáy rồi đúng không ạ? Hai viền gáy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đục lỗ. Đục lỗ thì bằng cách nào? Thầy cô sẽ lại vào Insert. Chúng ta chọn Save và chọn hình oval. Chúng ta vẽ một hình ở đây, chúng ta giữ ship, chúng ta vẽ một hình tròn đây. Đấy, bây giờ chúng ta căn chỉnh cho nó to một chút ra. Rồi chúng ta đã có một cái lỗ rồi đúng không? Bây giờ nó chưa nhìn, nó chưa giống cái lỗ lắm. Bây giờ chúng ta cũng sẽ phải xếp outline này, no outline này và đổ màu cho nó màu đen. Thế ra hình cái lỗ ngay cái thầy cô. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhân bản bằng cách là click chuột vào nó, Ctrl D đưa sang bên này cho nó cân. Này nó bị lệch rồi, để cô hiệu chỉnh lại một chút. Rồi chỉnh lại cái này rồi đã cân bằng rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm thanh dây nha các thầy cô. Chúng ta vẫn thấy nó hơi rộng một chút nhỉ, chúng ta sẽ chỉnh vào bên trong một tí. Đây nó sẽ lệch cái chỗ này, chúng ta sẽ chỉnh vào thôi. Nó có lệch cái gì chúng ta sẽ chỉnh vào cho nó. Trong lúc quá trình thao tác đôi khi nó vẫn lệch lạc như vậy, chúng ta sẽ chỉnh lại không có vấn đề gì. Rồi chúng ta sẽ làm thanh dây, các thầy cô vào Insert, ta chọn Save và chọn hình chữ nhật thứ hai trên dòng đây. Ta bấm vào đấy, chúng ta sẽ kéo từ lỗ tròn bên trái sang lỗ tròn bên phải, chúng ta mở rộng một chút ra.
chúng ta chọn Save Outline, No Outline, và chúng ta đổ cho nó màu trắng. Đấy, bây giờ thầy cô đã thấy nó hơi giống chưa? Rồi chúng ta kích chuột vào nó này. Rồi chúng ta cũng chuột phải này. Chuột phải chúng ta format shape này. Chúng ta vào shadow này. Chúng ta vào preset. Chúng ta chọn outer bottom ở giữa thầy cô nhá. Rồi chỗ này thầy cô chỉnh lên số 6. 6 cho nó bóng một chút, bóng một chút thôi. Vậy là chúng ta đã có được một cái thanh dây đúng không ạ? Bây giờ thầy cô sẽ nhóm ba cái hình, hai hình tròn và hình thanh dây này bằng cách là thầy cô click chuột vào hình tròn thứ nhất, giữ phím Shift sang đến sang thanh, sorry. Hình tròn thứ nhất. Shift sang đến hình tròn thứ hai, xong rồi đến thanh dây. Trong quá trình làm thầy cô giữ phím Shift nhá. Rồi chúng ta sẽ chuột phải. Sorry. Ta sẽ chuột phải group nó lại. Đấy, sau khi group xong rồi các thầy cô nhân bản, chúng ta sẽ Ctrl D ra một số hình chúng ta xếp. Rồi, ta sẽ xếp. Kích nhầm, lắp nhầm với các thầy cô đây, đang còn một cái đây nữa. Rồi ta sẽ nhân bản thêm, Ctrl D tiếp khoảng hai cái nữa là được. Xóa đi thừa ở đây, các thầy cô chọn tất cả chúng. Ta chọn tất cả, chúng ta vào format, chúng ta chọn align right. Rồi cho nó cân bằng. Đó là cân bằng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhóm tất cả những cái này lại. Ta sẽ nhóm tất cả cái này lại. Ta bôi đen toàn bộ. Sau đó chúng ta chuột phải và chúng ta group chúng lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo các ô vuông để chèn ảnh. Thì thầy cô lại vào Insert. Sau đây chúng ta click vào đây, chúng ta chọn Insert. Ta chọn Shape. Ta vẽ hình chữ nhật thứ nhất. Rồi, ta cũng vào Save Outline, chọn No Outline. Tiếp theo chúng ta nhân bản, Ctrl D, nhân bản một hình xuống đây. Xoay đi một chút, đúng không ạ? Cho nhỏ lại một chút, kích cỡ nó khác cho nó sinh động. Chúng ta lại nhóm hai hình này lại. Chuột phải group. Rồi chúng ta lại nhân bản nó lên, Ctrl D, được hai hình như thế, chúng ta đưa sang bên này. Vậy kích chuột nhầm, mình sẽ thao tác lại đây. Rồi vậy chúng ta đã có hai trang của một cái album đúng không ạ, hai hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi màu cho cái hình chữ nhật này. Chúng ta chọn tất cả. Chúng ta click vào Picture Texture Fill. Chúng ta đã có bốn hình chữ nhật đồng màu, gần đồng màu nền đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chèn ảnh. Thầy cô vào File. Đấy, vào File ở đây. Thầy cô nhớ là đang trong thẻ Fill rồi nhé. Chúng ta sẽ chọn ảnh. Thì khi chọn ảnh các thầy cô lại phải ungroup chúng đi,
ăn group hai cái hình này, nghĩa là không nhóm lại một nữa, chúng ta sẽ thành hai đối tượng, chúng ta chèn ảnh nó dễ. Thì chúng ta muốn chèn ảnh vào cái hình chữ nhật này, chúng ta sẽ click chuột vào đấy, chúng ta sẽ vào file chỗ này, chúng ta chọn ảnh. Thế thì cô Huệ lưu ý với thầy cô là chúng ta lưu ảnh ở đâu, chúng ta phải về chỗ đó đấy, chúng ta tìm là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ đổi tên ảnh bằng các cái số để lát nữa chúng ta không cần nhìn vào cái hình dung nội dung ảnh, chúng ta vẫn có thể biết là chúng ta sẽ cần chọn ảnh nào. Ảnh nào thầy cô muốn sắp xếp trước thì thầy cô để số 1 và tương tự cho đến hết. Vì có nhiều ảnh nó rất là giống nhau, thầy cô khi lại phải nhìn vào nội dung ảnh mới biết là mình nên chọn cái nào. Vậy thì trước khi làm album ấy, thầy cô sẽ đổi tên tất cả các ảnh thành số như thế này này. Thế là mình ý tưởng của mình sẽ lần lượt, ví dụ mà làm một cái ảnh album sinh nhật chẳng hạn thì ảnh bé từ bé mới sinh ra này cho đến lúc bé 4 5 tuổi, các thầy cô sắp xếp theo thứ tự thời gian chẳng hạn. Thì nó rất là đơn tiện cho các thầy cô khi mà các thầy cô chèn vào trong album ảnh với thầy cô. Đây nhá, ví dụ đây là số 1, cô Huệ sẽ chọn số 1 ở đây. Insert. Thế là ảnh 1 sẽ vào đây luôn. Tiếp theo mình click chuột vào đây, chọn file. Rồi chúng ta sẽ tìm ảnh số 2. Đây, ảnh số 2 đây. Đấy, giả sử cái ảnh này nó đang bị méo đúng không ạ? Chúng ta sẽ điều chỉnh bên này. Trái này, phải, trên, dưới. Mình sẽ ấn thế nào mà nó hợp ý mình thì thôi. Ví dụ như mình muốn lên trên đúng không? Sang bên trái một tí này. Đấy, tùy được thầy cô, chúng ta sẽ điều chỉnh. Đấy, ví dụ thế, bây giờ muốn chèn ảnh thứ ba, ta sẽ vào đây. Chúng ta lại tiếp tục vào file. Ta tìm ảnh số 3. Insert. Rồi, cái này cũng đang còn chưa điều được hợp lý lắm, ta sẽ điều chỉnh tiếp. Thầy cô điều chỉnh bốn cái thanh này theo ý mình là được. Huệ điều chỉnh thế. Bây giờ ảnh thứ tư, chúng ta sẽ tiếp tục tìm ảnh số 4 của mình. Số 4 đây ạ. Rồi, insert. Tiếp theo nó đang còn mất hết cả hình đúng không? Ta sẽ điều chỉnh lại. Bây giờ muốn có một slide ảnh tiếp theo thì thầy cô click vào slide số 1. Chúng ta sẽ nhân bản bằng cách là Ctrl D cũng được. Đấy. Chúng ta sẽ làm hai cái số 1 luôn thầy cô nhá. Hai cái số 1 luôn. Đấy. Thì ở cái số 3 này, chúng ta cái số 1 thứ nhất chúng ta lát nữa sẽ làm bìa đầu, trang bìa đầu. Còn đây là slide 1 chuẩn, còn đây slide 3 này mình sẽ là thay ảnh. Muốn thay ảnh thì mình lại click chuột vào đây và mình sẽ sang cái thẻ fill này này, mình sẽ chọn file, mình muốn thay ảnh nào thì mình click vào đấy và nó sẽ thay thế luôn cho các thầy cô. Bây giờ mình sẽ sang ảnh thứ năm các thầy cô nhé. Đây, ảnh số 5 đây, thay luôn vào đấy và nó cũng chưa được hợp lý lắm đúng không? Mình sẽ điều chỉnh. Sorry. Rồi, ảnh số 6 sẽ nằm ở vị trí này. Mình lại click chuột vào ảnh này rồi vào file. Mình sẽ chọn ảnh số 6. Số 6 đây. Đấy, số 6 nằm chưa hợp lý đúng không? Mình sẽ điều chỉnh. Ảnh số 7 mình click vào đây, file. Số 7 đây rồi, mình điều chỉnh lại một chút.
Rồi và ảnh cuối cùng. Số 8. Ở đây mình làm mẫu 8 cái 2 slide thôi, còn các slide tương tự thì các thầy cô có càng nhiều ảnh thì chúng ta sẽ có càng nhiều slide, và các slide các thầy cô có thể để 1 2 3 4 ảnh là tùy. Ảnh cuối cùng ơi. Này mình quên mình chưa đổi tên. Cũng còn mỗi nó thôi. Mình sẽ điều chỉnh ở chỗ này. Thế đây là ảnh màu nguyên bản, còn nếu thầy cô mà muốn đổi màu thành đen trắng chẳng hạn, ví dụ muốn đổi cái này sang đen trắng thì thầy cô kích chuột vào nó này. Thế xong vào Picture Tool này, ta chọn Color này, ta chọn đen trắng. Đấy, còn không thì thầy cô cứ để nguyên thế cũng được. Color này, chọn đen trắng. Rồi, chúng ta đã có được hai cái slide chứa ảnh đúng không? Có thể cô có bao nhiêu chúng ta sẽ tạo tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ tạo trang bìa. Có thể cô quay trở lại cái trang số 1. Chúng ta xóa toàn bộ mục bên tay trái của mình đi. Từ cái phần màu đen này là có thể cô xóa hết cả cái phần màu đen đi, để lại cái bìa nâu thôi. Chúng ta bôi đen, chúng ta đi delete. Sau đấy chúng ta sẽ thu nhỏ cái dây nối này lại. Rồi, chúng ta sẽ xóa hai ảnh. Chúng ta sẽ xóa cái phần hai ảnh này đi. Chúng ta cũng sẽ bôi đen. Chúng ta để lại mình cái bìa đen nhé. Muốn để lại cái bìa đen có thể bôi đen, và đừng bôi trùm tất cả các phần của bìa đen, thì khi chúng ta delete thì nó sẽ còn lại cái bìa đen, các cái phần khác đã bị xóa rồi. Chúng ta sẽ gõ chữ, chúng ta vào Insert. Chúng ta vào Text Box. Chúng ta vẽ Text Box vào đây. Rồi chúng ta sẽ chọn kiểu chữ. Chúng ta chọn màu chữ luôn, vì là cái nền đen chúng ta phải chọn luôn, thì khi gõ chữ lên chúng ta mới nhìn thấy được. Chúng ta viết là album. Kỷ niệm. Ví dụ thế, hoặc thầy cô viết cái gì cũng được. Sau đấy thầy cô căn chữ to lên. Sẽ căn chữ to lên một chút. Cho to quá nó không một dòng được. Rồi, chúng ta sẽ đổ bóng cho cái chữ này, đổ bóng cho chữ này. Rồi, chúng ta đã có trang bìa. Bây giờ chúng ta lại nhân bảng cái slide cuối bằng cách Ctrl D. Chúng ta sẽ làm bìa sau ngược lại. Bên này chúng ta sẽ xóa toàn bộ cả cái màu đen của cái bìa bên phải. Đây, chúng ta vào delete xóa hết. Chúng ta cũng sẽ co cái này lại. Rồi bên này chúng ta sẽ để lại cái bìa đen, ta bôi đen, và chúng ta nhớ là đừng chùm cái bìa đen thầy cô. Ta delete, vẫn đang còn cái này à? Chắc để cô làm thiếu, chúng ta cắt luôn. Bên này chúng ta gõ chữ Insert vào Text Box. Chúng ta vẽ một Text Box ở đây. Chúng ta chọn màu chữ luôn, tương tự màu vừa rồi. Và chúng ta chọn kiểu chữ, đổ bóng luôn. Thank you. Ta tăng cỡ chữ lên. Rồi. Đấy. Chỗ này là đang còn. Tôi sẽ ăn group. Này chúng ta đang còn cái gáy mờ này, chúng ta sẽ ăn group cho nó đi. Ăn group.
để người ta chọn được cái gáy. Xóa gáy đi, cắt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn hiệu ứng. Chúng ta sẽ vào slide thứ nhất, chúng ta chọn transition. Thì cô kích chuột vào đây, ở cái phần exciting thì cô chọn page curve. Để album mà nó tự di chuyển mà chúng ta không cần click chuột ấy, thì thầy cô sẽ vào tắt bỏ cái dấu tích ở on ma click, và thầy cô muốn cái trang này nó hiện bao nhiêu giây thì thầy cô sẽ điều chỉnh lên. Trang đầu thì mình khoảng cần 3 giây thôi. Đấy, thế là được xong trang thứ nhất. Trang thứ hai mình cũng làm tương tự. Mình cũng vào đây transition. Transition đúng không ạ? Rồi chọn page curve, bỏ dấu tích ở mouse click và mình chọn lên 5 giây để mọi người có thể chiêm ngưỡng ảnh của mình đúng không. Trang thứ ba mình cũng thế, mình cũng chọn vào đây page curve, bỏ dấu tích ở đây và chúng ta sẽ chọn 5 giây. Thank you. Page curve, bỏ tích. Bây giờ chúng ta sẽ chèn nhạc vào. Chúng ta sẽ vào slide đầu tiên, chúng ta chèn nhạc vào. Chúng ta vào Insert, chúng ta chọn Audio, Audio from my PC. Thầy cô có sẵn bản nhạc ở đâu thì cô sẽ tìm về đấy tìm và chúng ta chèn vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái loa ra bên ngoài và chúng ta sẽ click vào cái loa. Ta chọn là Automatically và chọn play in background. Bây giờ chúng ta sẽ trình chiếu thử cái sản phẩm của mình. Rồi, bây giờ thầy cô sẽ xuất ra video, thầy cô vào file. Thầy cô sẽ vào file. Chúng ta sẽ chọn export. Create a video. Chọn chất lượng đầu tiên. Create video. Và chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chọn là tên là video PowerPoint video album ảnh. Ta lưu vào desktop tìm cho nó dễ. Đấy, ta save. Và ta sẽ mất rất là ít thời gian thôi vì này nó cũng không nhiều hiệu ứng lắm. Video này xuất xong, vậy nó xuất xong rồi chúng ta sẽ ra màn hình desktop nhé. Đây, cái video chúng ta vừa làm đây, bây giờ thầy cô mở ra xem nó có mượt không. Như vậy là cô Huệ vừa chia sẻ với thầy cô cách để tạo ra một album ảnh và các thầy cô có thể sáng tạo thêm với mục đích sử dụng của mình. Chúc các thầy cô thành công.